nhận tiền hỗ trợ, 13 người tụ tập đánh bài, bị phạt hơn 180 triệu đồng. Vừa được lãnh tiền hỗ trợ của nhà nước, công nhân trong khu nhà trọ tụ tập để đánh bạc. Ngày mùng 4 tháng 9, công phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dị An, Bình Dương cho biết đã lập hồ sơ đề nghị xử phạt hơn 180 triệu đồng đối với 13 người vì hành vi tụ tập đánh bạc trong khi đang giãn cách xã hội. Trước đó, Chiều ngày mùng 3 tháng 9 lực lượng công an phường kiểm tra hành chính khu nhà trọ thuộc khu phố Tân Long, phát hiện có 13 người đang tụ tập đánh bạc dưới hình thức thắng thua bằng tiền và không ai đeo khẩu trang. Trong đó, 4 người chơi bài tứ sắc, 8 người chơi lô tô và một người đứng xem không đeo khẩu trang. Qua kiểm tra cơ quan thu giữ trên chiếu bạc khoảng hơn 200.000 đồng. Những người này khai nhận là công nhân do dịch bệnh nên thất nghiệp nhiều tháng nay. Đáng chú ý, những người này vừa được nhận được tiền hỗ trợ của nhà nước thì ngay lập tức dùng tiền này để sát phạt nhau. Công an phường đã lập biên bản và hoàn tất hồ sơ đề nghị xử phạt 12 người, 15 triệu trên người. Về hành vi không thực hiện quyết định áp dụng biện pháp hạn chế tập trung đông người để phòng chống dịch COVID-19, riêng một người đứng xem thì lập biên bản xử phạt về hành vi không đeo khẩu trang, còn về hành vi đánh bạc do chưa đủ yếu tố cấu thành tội phạm nên không xử lý. Các bạn nhớ đăng ký kênh và bật chuông thông báo để nhận được video mới sớm nhất nhé!